thì chúng ta biết là biến thiên vạn hóa. Và nó gồm có 3 chủng, chủng A, chủng B, chủng C. Các chủng A, B, C thì đều có thể gây bệnh cho người. Riêng cúm A thì gây bệnh cho động vật, đặc biệt là gia cầm. Cho nên mới có tên gọi là bệnh cúm gà hoặc là bệnh cúm gia cầm. Đây là một thể cúm có thể nói là rất nguy hiểm, bởi là tính phổ biến rất rộng rãi trên toàn thế giới trong môi trường thiên nhiên. Cái khả năng tồn tại của các chủng virus cúm A này rất là lớn, thường xuyên biến đổi. Và khi một cái chủng virus cúm A vào cơ thể con người hoặc con gia cầm vào trước ấy, thì không ngăn cản cái chủng virus cúm A vào sau, nhất là ở trong lợn. Ở trong cơ thể con lợn ấy, chúng có thể liên kết lại, tái tạo lại, cấu trúc lại để biến ra một cái chủng mới có độc tính khác, căn bản có thể là nhẹ hơn nhưng có thể là đa phần là nặng. Theo kế hoạch 5 năm của 2025 và hàng năm thì các địa phương chủ động cân đối bố trí ngân sách địa phương cũng như huy động hiệu quả các nguồn lực hợp pháp khác để tập trung thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới được giảm. Sức lực và tâm huyết của mình đã ra trận với khí thế thần tốc không kém bước chân của người chiến sĩ giải phóng quân. Âm nhạc với cuộc sống số này mời quý thính giả trở về với ký ức của những ngày tháng 3 lịch sử năm 1975 với các văn nghệ sĩ tại Đài Tiếng Nói Việt Nam cùng những ca khúc đi cùng năm tháng. Rồi, ok, xin chào các anh em. Trong buổi chiều ngày hôm nay, em xin phép lên nhanh một con đài mono, con đài radio mono của hãng Sony. Con này thì hàng về, như con hình thức còn tương đối đẹp nha, hãng Sony ha. Model của nó là radio ICF S65V. Các anh em có thể thấy ha, model S65V. Con này thì hàng về, hình thức như em nói còn tương đối đẹp ha. Nó có một cái màu xám đen nha, chứ không phải màu đen đâu, màu xám đen ha. Mặt trước này nó có một cái dải cho chúng ta nhìn thấy cái tần số dò đài ha. Ở đây một cái công tắc chuyển băng tần AM, FM và TV. TV thì ở bên Nhật á, cái thời mà truyền hình analog á, người ta có một cái băng tần TV để người ta nghe những cái âm thanh từ đài truyền hình analog. Sau này thì nó chuyển đổi qua kỹ thuật số hết rồi nha. Nên cái băng tần TV này ở bên Nhật, kể cả ở Việt Nam và bên Nhật, nói chung của bên Nhật đi, thì cũng không có dùng được đâu nha. Về Việt Nam thì chúng ta chỉ còn nghe AM và FM ha. Con này AM, FM full tần số Việt Nam nha. Con này FM nó kéo tới 123 nữa là nó lên 108 nha. Đó, cứ 590 và nó có số 123 là có nghĩa là nó 108 ha. Một cái dải băng rất là cần thiết cho những bác mà thích nghe từ cái thông tin thời sự thể thao, tin thế giới này nọ từ cái đài băng tần FM của đài Tiếng Nói Việt Nam hoặc là đài địa phương ha. Đó. Con này củ loa toàn dải tầm 7 cm nha, em thấy cũng khá lớn ha, 7 cm, 7-8 cm gì đó. Nó có một cái quai đeo ha, dây dù quai đeo đây, móc tay ha, anten còn sáng sủa đẹp nè. Đó, cái này em có thể thấy ha, anten còn rất đẹp. Rồi, phía bên này thì chúng ta có cái công tắc ha. Đây là một cái vừa công tắc vừa là núm volume luôn nha. Mình có thể mình chỉnh volume, xong xuôi mình kéo xuống hết là thành tắt nguồn nha. Còn phía trên này là một cái lăn tay, giờ lại lăn tay rất gần gũi cho với những bác mà trung niên có tuổi, có cái sở thích mà nghe radio dò và tín hiệu analog bằng cách lăn tay ha. Còn những cách radio mà những cái đời mới bây giờ nó dò bằng kỹ thuật số á, cái số nó nhảy á trên cái màn hình điện tử á, những bác đó thì nói chung là không thích những cái thể loại như vậy. Mình thích cái lăn tay này, mình dò tới tần số nào nó nằm ngay tần số đó là mình nghe thôi ha. Và khi mình dò tới tần số nào nó có sóng ha, nó có âm thanh thì nó sẽ lên cái đèn để chúng ta có thể nhận biết là nó có đài rồi ha, nó bắt được sóng rồi đó. Những cái ngày lịch sử này hầu hết là đó, anh em âm thanh nghe rõ ha, trông rõ bình thường không vấn đề gì hết ha. Rồi đây là phía bên bên này là nó có một cái jack tai phone mono, một cái lỗ cắm nguồn DC 4.5V
nha, cho phép chúng ta dùng cái dây nguồn 4,5V. Và em đang test bằng 3 viên pin tiểu nha. Đây, 3 viên pin tiểu cũng là 4,5V ha. Đây, nó để 3 viên pin tiểu nè. Và model của nó nè. Con này sản xuất tại Nhật nha, made in Japan luôn. Đó, rất là chất lượng nha. Rồi, hình thức còn khá đẹp ha. Đó, các anh em có thể thấy nó màu xám đen nha. Nhìn hình thức khá đẹp. Đó, bây giờ em sẽ lấy 3 viên pin này ra. Em test bằng nguồn DC 4,5V ha. Để các anh em thấy là nó hoạt động bình thường, tốt nha. Đó, lấy pin ra ha. Tiếp tục là lấy một cái viên pin ở phía dưới nè. Phải có cái cây mình lấy ra cho nó dễ ha. Cái móng tay nó cũng khó lấy. Rồi, bây giờ em đậy nắp pin lại nha. Đó, hàng về nắp pin đầy đủ nha. Đó, bây giờ em sẽ test qua cái nguồn DC 4,5V ha. Và em nói sơ qua như vậy luôn. Ở nhà em bán máy ra, tặng kèm cho các bác các anh em một cái dây này cắm vào đây ha. Đó, rất là tiện dụng ha, khỏi tốn về xài, khỏi tốn pin luôn, khỏi tốn pin tiểu nha. Mình dùng cái chân này nè, một á là mình cắm vào cái cục sạc điện thoại ở nhà ha, sạc điện thoại ở nhà mình cắm nguồn trực tiếp, hai là mình cắm vô những cục sạc dự phòng. Đó, như vậy là chúng ta có một cái bộ máy mang cục theo cục sạc dự phòng là chúng ta chơi thôi, khỏi tốn pin tiểu luôn. Đó, rất là tiện dụng luôn đúng không? Đó, em tặng kèm ha, tặng kèm một cái sợi dây này, đó cho các anh em về sử dụng ha. Rồi, ok ha. Bây giờ em sẽ test qua cái chức năng cái nguồn DC nha. Volume nè. Giờ đài nha. Giống như là tất cả những cái ở địa phương Buôn Ma Thuột em á thì nói chung là băng tần AM thì bắt được hai đài, còn băng tần FM thì có thể 4-5 đài nếu mà là ban ngày ha, từ một cái đài tiếng nói địa phương, tiếng người đồng bào ha, kiểu tiếng người đồng bào địa phương á, người dân tộc á, và những cái đài bắt sóng tiếp sóng từ đài tiếng nói Việt Nam, đài trung ương ha. Còn những bác mà ở những thành phố lớn á, có thể là bắt được rất là nhiều đài nha. Bây giờ em đang test qua bằng từng FM nè. Đây. Nhỏ lửa. Rất là rõ. Tôi lên hạ nhiệt sắp nhỏ lửa. Khi nào nó cạn đi 1/3, tức là còn khoảng 200ml nước cốt này. Đặt gà vào một cái ô. À, ở đây có một công tắc nữa nè. Công tắc này chúng ta chuyển đổi giống như là âm thanh nổi, âm thanh mono, âm thanh stereo rồi đó. Đó, công tắc này nè ha. Nghe nó khác biệt một xíu. Còn đây là dắt tai phone nha. Đó, bằng từng FM ha. Biệt là nó có các cái thành phần trong các cái loại thảo mộc tự nhiên, có cả ngũ vị thuốc bắc vào đó, cho nên là chúng ta sẽ không sử dụng nước mắm. Rồi, con này em đo luôn nha, em đo cho các anh em luôn. Con này dài 15cm nha. Cao 9cm ha. 15, 9 và chiều sâu là 4cm. Dài 15, cao 9, dày 4cm, chiều sâu 4cm ha. Con này thì chắc chắn là nhẹ rồi, khoảng chừng 4-5 lạng vậy thôi, không tới đâu nha, 400-500g thôi. Hình thức quá đẹp luôn ha. Dành cho những bác nào đó thích chơi món radio, một cái thương hiệu Sony danh tiếng của Nhật nha, rất chất lượng. Rồi, ok ha. Em tiếp tục test qua băng tần AM nè, bật chuyển nè. Rồi, AM ha. Của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đó, cũng là Đài Tiếng Nói Việt Nam. Anten rất dài nha. Đó, các anh em có thể thấy ha. Anten nè. Đó, dài không? Trong 2 tháng đầu năm nay, cả nước đã ghi nhận 22 ca tử vong do bệnh dại ở 15 tỉnh, thành phố. Tại các trung tâm tiêm chủng cũng ghi nhận số lượng người đến tiêm ngừa vaccine phòng dại tăng cao hơn so với các thời điểm trước đó. Tại phòng tiêm chủng của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, ông Trần Văn Quang ở Thạch Thất, Hà Nội đang tiêm mũi vaccine phòng dại cuối cùng sau khi bị chói nhầm súng. Thưa quý vị, các bạn, Ấn Độ nổi tiếng với những lễ hội sôi động quanh năm và lễ hội sắc màu Holi là một trong số đó. Năm nay, lễ hội sắc màu Holi nổi tiếng thế giới hay lễ hội mùa xuân, tình yêu và sự tha thứ diễn ra vào ngày 25 tháng 3 vừa qua.
Trong lễ hội Holi, mọi người ném nước màu và bột màu vào nhau một cách hân hoan, vui vẻ, bày tỏ tình yêu thương. Đó, ok các bác anh em ha, hai băng tần AM, FM đều bắt sóng to, trong rõ ràng chi tiết ha. Một con đài thương hiệu danh tiếng của hãng Sony nữa, chắc chắn là sẽ bác nào đó mà lấy con này sẽ không làm phụ lòng của các bác đâu. Một con đài cầm tay khá là gọn gàng, bắt sóng rõ chi tiết, có thể dùng pin tiểu hoặc là dùng nguồn DC 4.5V qua cái dây em kèm tặng kèm thêm để chúng ta có thể sử dụng qua cái cục nguồn cấp là cục sạc dự phòng ha. Bất kỳ mình có thể mang đi đâu bất kỳ theo ý thích của mình ha. Ra góc phố trà đá vỉa hè, ra sân ngoài sân buổi chiều này nọ hóng gió nghe đài radio thông tin thời sự thể thao rất là thú vị. Rồi ok, em kết thúc video clip đây ha. Cảm ơn các bác các anh em đã xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bác các anh em ở những video clip sau. Đồng hành của những người thân yêu, bạn bè và gia đình. Đây cũng là thời gian để màu tự nhiên thân thiện với môi trường. Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm do virus dại lây từ chó mèo hoặc vật nuôi sang người. Khi đã lên cơn dại, kể cả động vật và người đều dẫn đến tử vong. Tiêm vaccine phòng dại là biện pháp hiệu quả và duy nhất giúp người